Hàng loạt các dự án phim truyền hình Hàn Quốc được đầu tư công phu, tỉ mỉ, cùng dàn diễn viên tài năng, mặc dù chưa lên sóng mới chỉ tung trailer hay là teaser, nhưng đã khiến các mọt phim đứng ngồi không yên. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Thèn Asia chúng mình điểm danh những bộ phim được mong chờ lên sóng nhất nửa cuối năm 2022 này nhé! Một, Money Heist. Đầu năm 2022, truyền hình xứ Hàn đã tung ra một tin cực sốc khi quyết định remake lại series Netflix đình đám Phi Vụ Triệu Đô. Vụ cướp chưa từng có trong lịch sử bắt đầu với bối cảnh giả tưởng khi hai miền Nam và Bắc Triều Tiên tuyên bố kết thúc chiến tranh và lên kế hoạch xây dựng một cộng đồng kinh tế chung và thành lập một xưởng đúc tiền thống nhất. Bản làm lại Money Heist Career, George Economic Area của Hàn Quốc có sự tham gia của nam tài tử Yoo Ji-hae trong vai giáo sư. Các diễn viên khác bao gồm Park Hae-soo, Berlin, Jeon Jong-ju, Tokyo, Lee Hyun-jong, Rio, Lee Won-jong, Moscow, Kim Ji-hoon, Danville, Jang Hyun-ju trong Nairobi, Kim Ji-hoon, Helsinki và Lee Kyun-ho trong vai Also. Alex Pina, người sáng tạo và điều hành bộ phim gốc Tây Ban Nha, cũng sẽ đóng vai trò là nhà sản xuất điều hành cho phiên bản làm lại này. Do đó, đây quả thực là một tác phẩm đáng xem nhất trong nửa cuối năm 2022 này. 2. Wonderland. Tháng 3 vừa qua, cư dân mạng xứ Hàn được dịp sục sôi cho thông tin dự án Wonderland quy tụ dàn cast hạng A xịn sò như Gong Yoo, Suzy và Park Bo Gum, Thang Duy, Jung Joo Mi, Choi Woo Sik sẽ có kế hoạch công chiếu đồng thời ở nhiều quốc gia thông qua Netflix. Wonderland do đạo diễn Kim Tae-yong đảm nhận sẽ kể về câu chuyện một vũ trụ giả tưởng, trong đó mọi người có thể đoàn tụ với những người thân yêu đã mất. Gong Yoo sẽ thủ vai một người đàn ông ngoài 40 tuổi, luôn nhung nhớ người vợ đã khuất của mình do nữ diễn viên xứ Trung Thang Duy đảm nhận. Trong khi đó, Suzy và Park Bo Gum sẽ vào vai một cặp đôi trẻ. Ngoài ra, Jung Yoo Mi và Choi Woo Sik sẽ đóng vai nhân vật điều khiển các sự kiện diễn ra tại Wonderland. Việc có thể ngắm hàng loạt sao Trung Hàn cùng hội tụ trên một tác phẩm màn ảnh rộng cũng làm fan yêu thích màn ảnh rất phấn khích mong chờ dự án này. 3. The Youngest Son of Trouble Family. Song Joong-ki sẽ trở lại đầy ấn tượng sau thành công của bom tấn Vincenzo, sánh vai cùng ngôi sao Hospital Playlist Shin Hyun-bin trong bộ phim lãng mạn giả tưởng The Trouble's Youngest Son trong năm nay. Nam tài tử sẽ đảm nhận vai Yoon Hyun-woo, một người bị buộc tội oan và truy sát bởi một gia đình tài phiệt. Sau khi chết, anh chàng được tái sinh thành con trai út của gia tộc này và từ đó lên kế hoạch trả thù. Trong khi đó, Shin Hyun-bin sẽ vào vai công tố viên Seo Min-young của Cục chống tham nhũng, người sẵn sàng trốn tránh hoặc vi phạm pháp luật để công lý được thực thi. Bộ phim dự kiến công chiếu vào năm 2022 cùng dàn diễn viên như Lee Sung-min, So Han-ju, Tiffany của Girls' Generation, thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông. Vậy liệu Trouble's Family Youngest Son sẽ làm nên kỳ tích? Hãy cùng chờ xem nhé! 4. Big Mouth. Một K-drama được rất nhiều fan mong đợi trong năm nay đó là sự kết hợp giữa nam tài tử Lee Jong-suk sau 2 năm vắng bóng và cô nàng Hyuna của SNSD trong bộ phim kinh dị Big Mouth. Nam diễn viên sẽ vào vai Park Chang-ho, một luật sư hạng 3 với tỷ lệ thắng kiện chỉ 10%. Anh là kiểu người chỉ nói suông và không hành động nên gắn liền với biệt danh Big Mouth. Một ngày nọ, anh chàng vô tình bị nhầm với thiên tài lừa đảo cùng biệt danh, do đó tính mạng của Chang-ho bị đặt vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi đó, Hyuna vào vai vợ của Park Chang-ho. Bên cạnh đó, Big Mouth được chắp bút bởi hai biên kịch tài năng Kang Yeon-chun và Jung Kyung-sun, cặp đôi biên kịch từng gây tiếng vang với những bộ phim ăn khách như Hoàng Hậu Ki, Lãng Khách, cũng khiến người hâm mộ không khỏi háo hức chờ đợi bộ phim này. 5. The Second Anna. Tình đầu quốc dân Suzy sẽ dục dịch tái xuất màn ảnh nhỏ với một dự án phim truyền hình đến từ Lee Joo-young. Suzy sẽ đảm nhận vai chính Anna, một cô gái mắc hội chứng replay, người luôn cố gắng sống một cuộc đời của một người khác. Trong khi đó, Jung Eun-jae sẽ đảm nhận vai một người phụ nữ đã có cuộc sống hoàn hảo kể từ khi sinh ra, sau đó bị Anna đánh cắp nó. Đây sẽ là mặt hợp tác đầu tiên của hai mỹ nhân Hàn Suzy và Eun-jae trên màn ảnh. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, công chúng rất hào hứng mong đợi sự kết hợp của bộ đôi có visual đỉnh cao này. Đồng thời, đây cũng sẽ là một bước đột phá lớn trong sự nghiệp đối với nàng tình đầu quốc dân này khi vai diễn của cô khá nặng yếu tố tâm lý. 6. Tell Me Your Wish. Ji Chang-kuk sẽ bén duyên với cô nàng Su-young trong dự án phim truyền hình Tell Me Your Wish trong năm nay. Tác phẩm xoay quanh ý nghĩa thực sự của cuộc sống thông qua hình ảnh những người bệnh nhân mắc bệnh nan y và những người làm tình nguyện thực hiện điều ước cuối cùng của họ.
Trong phim, Ji Chang Kook đảm nhận vai Yoon Tae Sik, một đứa trẻ mới lớn, không có ý chí hay khát vọng sống, phải làm việc tại viện dưỡng lão sau một vụ tai nạn. Trong khi đó, Soo Young và vai một nữ y tá có tính cách sôi nổi, đem lại khát khao sống cho bệnh nhân. Cô như là một biểu tượng sức sống và luôn bị ám ảnh về các vấn đề về sức khỏe. Được chọn mặc gửi vàng bởi biên kịch Jo Yong Soo và đạo diễn Kim Young cho vai nam chính, người hâm mộ hy vọng dự án này sẽ giúp nam tài tử quay lại thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp. 7. Dream. Mặc dù bị trì hoãn sản xuất, Dream vẫn là một trong những dự án truyền hình Hàn Quốc đáng mong chờ nhất năm 2022 với sự kết hợp giữa Park Seo-joon và IU. Được biết, nội dung phim sẽ kể về câu chuyện của một nhóm người đang cố gắng tham dự Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên dành cho người vô gia cư. Bộ phim theo chân Yoon Hong-dae, một cầu thủ chuyên nghiệp quyết định trở thành huấn luyện viên của một đội bóng trong thời gian bị kỷ luật. Trong khi đó, IU sẽ vào vai Lee Soo-min, một nữ biên tập viên luôn theo chân đội bóng qua từng chặng hành trình để thực hiện một thước phim tài liệu. Với nội dung mới mẻ cùng sự tham gia của hai tên tuổi lớn, Dream được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những siêu phẩm của điện ảnh Hàn Quốc năm 2022 tới. 8. Mi Nam Dang, Case Note. Đánh dấu sự kết hợp lần đầu của bộ đôi trai xinh gái đẹp Seo In-guk và Oh Yeon-seo, Mi Nam Dang, Case Note là một bộ phim hài bí ẩn kể về những sự kiện xảy ra khi một cựu đặc vụ bất ngờ trở thành một Park Soo-mu-dang, pháp sư nam. Seo In-guk sẽ hóa thân thành vị pháp sư Nam Hang-jun, sở hữu khuôn mặt đẹp trai chết người cùng tài ăn nói tuyệt vời. Trong khi đó, Oh Hyo-seo sẽ vai trưởng nhóm chống tội phạm bạo lực Hàn, Jae-hee, một cô nàng chính trực, chân thành nhưng cũng không kém phần kỳ quặc. Khi có điều gì đó không ổn, cô ấy thường xúc phạm mọi người bất kể địa vị. Kịch bản của bộ phim được chắp bút bởi biên kịch Park Hye-ji, người từng làm nên thành công của bộ phim Ruler, Master of the Mask. Do đó, Mi Nam Dang, Case Note được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hit vào cuối năm nay. Bạn chờ được bộ phim nào nhất trong danh sách trên nhỉ? Hãy comment bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Và đồng thời cũng đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ten Asia để ủng hộ chúng mình nha! Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!